Thưa chủ tịch đoàn, kính thưa quý đại biểu, hôm nay ở cái phiên về NIU á, tôi xin trình bày về một cái vấn đề cũng không phải là quá mới, nhưng vấn đề mà chúng ta cũng đề cập nhiều trong thời gian gần đây, đó là kiểu hình khò khè hen phế quản ở trẻ em. Thực ra chúng ta đã biết hen phế quản là một bệnh viêm mãn tính đường thở và thường có những triệu chứng lâm sàng rất là đa dạng, không có tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán hen phế quản, đặc biệt là trẻ nhỏ. Và người ta thấy đấy là khò khè, tái đi tái lại là một trong dấu hiệu của hen phế quản. Nhưng liệu có cái kiểu khò khè nào cũng là hen phế quản hay không? Thì chúng ta sẽ có một cái tổng quan hơn về cái kiểu hình khò khè và hen phế quản ở trẻ em. À, bài báo cáo của tôi thì được sự hỗ trợ bởi công ty AstraZeneca với mục đích cập nhật kiến thức y khoa. À, chúng ta cũng biết hen là một bệnh lý viêm mãn tính đường thở và quá trình tiến biến bệnh rất là khác nhau giữa từng cá thể. Và chúng ta hàng năm đều có phác đồ để điều trị hen phế quản. Tuy nhiên, diễn biến khác nhau, độ nặng nhẹ khác nhau, các yếu tố khởi phát hen cũng khác nhau. Thế khái niệm kiểu hình hen ra đời ấy, dựa trên tập hợp những cái nhóm, các triệu chứng lâm sàng khác nhau, có thể các cái nhóm về các cái biểu hiện phối hợp giữa lâm sàng, giữa cận lâm sàng, thay đổi về bạch cầu ái toan hay là những cái biến đổi về những cái đường thở, NO đường thở và tế bào viêm tại đường thở để chúng ta có thể tiên đoán được với cái đặc điểm nội thì bệnh nhân hen phế quản sẽ diễn biến như thế nào, với cái đặc điểm này thì bệnh nhân đáp ứng được điều trị ASC hay không. Và nhờ kiểu hình hen phế quản giúp thầy thuốc lâm sàng có tiên liệu và dự phòng trường hợp nào thì phải ICS liều thấp, trường hợp nào phải tăng liều và trường hợp nào phải phối hợp các thuốc ví dụ kháng IgE. Thế chúng ta biết hen là một bệnh tình trạng cấp tính và viêm mãn tính đường thở, và cơn hen cấp là những cái biểu hiện và những đợt cấp xấu đi của triệu chứng lâm sàng hoặc là của những giảm chức năng hô hấp. Và chúng ta biết là có rất nhiều yếu tố khởi phát cái hen cấp, ví dụ như là nhiễm virus đường hô hấp, ví dụ như là gắng sức, ví dụ như phải dị nguyên đường thở. Và cái quá trình xấu đi này tiến triển khác nhau tùy bệnh nhân. Lần này có thể cơn hen cấp nặng, lần sau cơn hen cấp nhẹ, lần này cường độ cao, lần sau cường độ thấp. Và chúng ta cũng biết ở cái đường thở cấu trúc của chúng ta bình thường ấy, nó có một cái gì ạ? Có một hệ thống cơ trơn phế quản, hệ thống niêm mạc đường thở. Bình thường cái đường kính lòng ở bên trong và lồng kính bên để trao đổi khí và lồng kính ngoài khá là rộng. Trong cơn hen cấp chúng ta sẽ thấy gì ạ? Viêm đường thở. Cái nhu mô phổi chúng ta sẽ thấy là cái nhu mô của niêm mạc đường hô hấp nó hẹp lại. Chúng ta sẽ thấy là viêm và đờm dãi làm cho nó tắc và làm cái đường khí trong cũng nhỏ lại. Đồng thời thì cơ hô hấp nó cũng co thắt cho nên cái đường kính ngoài nó co hẹp lại. Và đây là câu chuyện chúng ta phải suy nghĩ, vậy yếu tố nào nó làm co thắt cả đường thở và nó còn làm tiết nhầy, làm bít tắc đường thở. Rồi gì nữa, ngoài cơn hen cấp thì mặc dù bệnh nhân không có cái triệu chứng kích thích cơn hen, tuy nhiên quá trình viêm nó vẫn tiến triển. Chính vì thế chúng ta thấy là trong lòng đường thở nó vẫn viêm dày phù nề, cho nên lòng đường kính trong vẫn hẹp trong khi đường kính ngoài vẫn bình thường. Chính vì thế câu chuyện điều trị hen phế quản là điều trị trong cơn cấp và điều trị dự phòng ngoài cơn cấp. Thế thì để nói về kiểu hình hen hay nói đặc điểm là kiểu hình khò khè ở trẻ em thì chúng ta có những nghiên cứu rất kinh điển và số lượng bệnh nhân rất là lớn, trên khoảng trên 1.000 bệnh nhân. Và đã nói đến hen phế quản, có thể nói đến nghiên cứu của Tucson khởi phát từ năm 1995. À, Tucson nghiên cứu trên 1.2426 trẻ sơ sinh và ông theo dõi dọc từ khi đẻ ra đến lúc 6 tuổi. Và cái kiểu hình, bao nhiêu kiểu hình khò khè và cái kiểu hình khò khè nào sẽ thành hen phế quản và kiểu hình khò khè nào sẽ không tồn tại hen phế quản. Thì sau thời gian theo dõi trên 1.246 trẻ này thì ông phân tích ra ba nhóm kiểu hình chính dựa vào thời điểm khởi phát khò khè. Khởi phát khò khè sớm tức là khởi phát khò khè trước 3 tuổi và nhóm này bệnh nhân thường hết khò khè sau 3 tuổi. Nhóm thứ hai là khò khè dai dẳng, tái đi tái lại cũng khởi phát trước 3 tuổi nhưng đến thời điểm sau để đích là 6 tuổi vẫn tồn tại. Nhóm thứ ba khởi phát khò khè muộn, nghĩa là sau 3 tuổi mới khởi phát khò khè và cũng kéo dài đến sau 6 tuổi. Vậy thì ba nhóm này có phải cả ba được tiến triển thành hen phế quản hay không? Chúng ta sẽ nhìn cái chúng tôi phân tích. Trong hơn 1.200 bệnh nhân ông theo dõi thì có 51% bệnh nhân không bao giờ khò khè cả. Bệnh nhóm này không có nguy cơ thành hen phế quản. Trong 48,5% còn lại thì có ba nhóm. Nhóm khởi khè khởi phát sớm thoáng qua chiếm 20%. Và như tôi đã trình bày, tức là nhóm bệnh nhân này khò khè sớm trước 3 tuổi, triệu chứng lâm sàng thuyên giảm sau 3 tuổi và nhóm này mặc dù khò khè đấy nhưng không hề phát triển thành hen phế quản. Tuy nhiên rất đáng buồn là trong tương lai nó lại xuất hiện thành COPD ở người lớn. Nhóm thứ hai là nhóm khò khè khởi phát dai dẳng, nhóm này chiếm 13,7%. Nhóm này thì lại trên hai cơ địa khác nhau. Nếu bệnh nhân có cơ địa dị ứng
thì nó sẽ tiến triển thành nhóm khò khè liên quan đến dị ứng. Nếu không có cơ địa dị ứng thì bệnh nhân ở nhóm là khò khè không liên quan đến dị ứng, và thường cái khò khè không liên quan đến dị ứng này thường ở những bệnh nhân mà nhiễm virus đường hô hấp, và cái khò khè này, này nó sẽ thoái lui trong thời gian 6 tuổi, và đây là gọi là khò khè sau nhiễm virus. Ngược lại, nhóm khò khè dai dẳng cộng với dị ứng thì nó sẽ kết hợp với một nhóm gọi là nhóm khò khè khởi phát muộn. Khò khè phát muộn nghĩa là khò khè xuất hiện sau 3 tuổi, và nhóm này chiếm 15% thường trên cơ địa dị ứng, và hai cái nhóm này kết hợp tăng nguy cơ hen phế quản. Như vậy, khò khởi phát dai dẳng cộng khởi phát muộn và trên cơ địa dị ứng là yếu tố nguy cơ tiến triển thành hen phế quản trong tương lai. Người ta thấy rằng 70% nhóm này sẽ thành hen phế quản ở lúc 22 tuổi, và 49% ở nhóm này có tiền sử gia đình có những người mắc hen phế quản, và 31% trong nhóm này có hen ở thời điểm 22 tuổi. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cái mô hình khò khè ở trẻ em, chúng ta sẽ thấy nhóm khò khè khởi phát sớm thoáng qua, khởi phát sớm trước 1 tuổi và mất đi sau 3 tuổi. Nhóm này hoàn toàn không liên quan đến nhi khoa, nhưng sau này ngoài 40 tuổi bệnh nhân có thể tiến triển thành COPD. Nhóm thứ hai là nhóm khò khè cũng khởi phát sớm sau đợt nhiễm virus, không có cơ địa dị ứng, và đến sau 6 tuổi nó sẽ thoái lưu dần dần, đó là khò khè không liên quan đến tình trạng dị ứng hay quá mẫn. Và nhóm thứ ba là nhóm khò khè khởi phát muộn hơn và có liên quan cơ địa dị ứng, và chính nhóm này sẽ là nhóm hen phế quản. Đặc biệt chúng ta có một cái nhóm trẻ nhỏ ấy, dưới 2 tuổi do nhiễm viêm tiểu phế quản và thường bị một lần thôi. Và đấy là cái mô hình khò khè rất đặc biệt, giống một lần thôi ở trẻ nhỏ, đó là cái khò khè do nhiễm virus hay là viêm tiểu phế quản. Và như vậy thì chúng ta biết là kiểu hình khò khè thì có thể xác định được đối tượng nào tiên đứng thì hen phế quản, đối tượng nào là không. Nhưng người ta có thể phân chia khò khè theo gì ạ? Yếu tố khởi phát. Chúng ta thấy biết virus là yếu tố hàng đầu khởi phát căn hen cấp ở trẻ em. Và người ta thấy là viêm tiểu phế quản thì cũng là nhiễm virus đúng không? Vậy có những đứa trẻ cứ nhiễm virus thì khò khè, rồi sau nhiễm virus đứa trẻ lại hoàn toàn bình thường. Rất là khò khè, đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Người ta gọi là những khò khè gián đoạn sau nhiễm virus. Khò khè thứ hai là những bệnh nhân khò khè có nhiều tố khởi phát. Nghĩa là tôi nhiễm virus, tôi cũng khởi phát khò khè. Tôi gắng sức, tôi cũng khò khè. Tôi hít phải khói thuốc lá, tôi cũng khò khè. Tôi thay đổi cảm xúc, cũng khò khè. Và khò khè này như vậy là cả nhiễm virus và không nhiễm virus. Và như vậy thì giữa các nhiễm virus, bệnh nhân vẫn những đợt khò khè do những yếu tố khởi phát khác. Và đây ta gọi là khò khè nhiều yếu tố khởi phát. Và cái khò khè này là cái nguy cơ rất cao tiến triển thành hen phế quản. Như vậy dựa vào trên thì dựa vào thời điểm khởi phát. Ở đây dựa vào các yếu tố khởi phát khò khè. Một cái nghiên cứu khác lớn hơn trên 6.000 trẻ cơ, và theo dõi dài hơi hơn cũng từ sinh ra đến lúc 7 tuổi, thì người ta phân là năm nhóm kiểu hình khò khè khác nhau. Chúng ta có những khoe sớm thắng qua như chúng ta đã biết của nghiên cứu Tursen, cũng khoe sớm thắng hoa nhưng nó kéo dài hơn đến tận 7 tuổi, tức là nó không hết lúc 3 tuổi. Nhóm khò khè khởi phát trung gian, tức là khởi phát muộn hơn sau đến 18 tháng trên cơ địa dị ứng và có tăng mẫn cảm đường thở. Rồi nhóm khò khè khởi phát muộn là sau 3 tuổi và nhóm khò khè dai dẳng. Và chúng ta thấy là ba nhóm cuối trung gian, muộn, dai dẳng sẽ có nguy cơ phát triển thành hen, trong khi sớm thoáng qua hoặc sớm kéo dài thì chưa chắc đã tiến triển thành hen phế quản. Và chúng ta sẽ thấy sơ đồ nghiên cứu sau đây. Chúng ta sẽ thấy có cái màu xanh lá dưới này là bệnh nhân 50% bệnh nhân không tiến triển thành khò khè. Và chúng ta sẽ có ba nhóm chính, chúng ta sẽ thấy là thứ nhất cái nhóm màu đỏ là khò khè dai dẳng chiếm đến 7%, nó theo dõi từ lúc sinh ra cho đến lúc 7 tuổi. Thứ hai là nhóm khò khè khởi phát trung gian là 18 tuổi xuất hiện khò khè, tăng dần lên theo thời gian. Và nhóm thứ ba là khò khè phát muộn, tức là đến ngoài 3 tuổi mới khởi phát. Thì ba nhóm này đó là báo nguy cơ tiến triển thành hen phế quản trong tương lai. Như vậy có rất nhiều cách, rất nhiều phân loại, và kiểu hình đó là một cái do các nhà thầy thuốc lâm sàng đặt ra dựa vào kinh nghiệm lâm sàng để thu tóm lại những triệu chứng sao cho nó phù hợp nhất. Có một nhà lâm sàng khác của JAS có một nghiên cứu trên tạp chí dị hen và dị ứng năm 2013. Ông lại không phân chia như thế, mà ông phân chia theo gì ạ? Khò khè theo giới thế nào, mức độ nặng cơn hen như thế nào, và cơn địa dị ứng như thế nào. Thì ông chia làm ba nhóm khò khè. Nhóm thứ nhất là khò khè từng đợt và nhẹ, thường nhằm nhiễm virus. Nhóm thứ hai là khò khè nhiều yếu tố khởi phát lại trên cơ địa dị ứng. Và nhóm thứ ba là khó kiểm soát và không dị ứng. Chúng ta cứ nghĩ rằng hen phế quản lại là có dị ứng, nhưng có những hen phế quản không dị ứng. Vậy thì ba nhóm này đặc trưng như thế nào và tiên lượng trong điều trị như thế nào?
À, chúng ta nhìn sơ đồ khó khăn. À, đây ta phải phân làm hai cột. Nếu như cột tung là cái gì ạ? Là cái yếu tố khởi phát ở càng dưới 50%, tức là ít yếu tố khởi khè, ví dụ chỉ có virus thôi, là một yếu tố. Nhưng đến 70-80% nghĩa là nhiều yếu tố khởi phát khó khè, ví dụ dạng gắng sức, là virus, là ô nhiễm môi trường, là dị nguyên. À, cái thứ hai, chúng ta có cái đường kính của cái đường tròn này. Đường kính càng rộng thì nguy cơ dị ứng càng nhiều. Nghĩa là cluster 3 này này là yếu dị ứng nhiều nhất. Cluster 1 là ở trung gian và 2 là dị ứng nhất. Thì người ta thấy này ạ, cluster 1 là nhóm dị ứng ở mức độ trung gian, ít yếu tố khởi phát, thường là do nhiễm virus, là khó khè mức độ nhẹ, thoáng qua, nhẹ. À, cluster rất to này chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Hen ở mức độ trung bình hơn, tức là ở mức độ trên 60%, mức độ nặng của trung bình, nhiều yếu tố khởi phát, thường gặp ở trẻ nam, cơ địa dị ứng rất là nặng, cho nên là đường kính rất là to. Và đây là hen phế quản điển hình hay gặp ở trẻ nam, hen mức độ nặng ở mức độ trung bình. Một nhóm thứ ba là nhóm hầu như không có địa dị ứng, à, hen phế quản nhưng không có cái địa dị ứng. Nhóm này ạ, yếu tố khởi phát thì ở mức độ trung bình nhưng bao giờ hen nặng. Đây là hen trẻ lớn hay gặp ở trẻ nữ ngoài 10 tuổi, hen không dị ứng và khó đáp ứng corticoid. Trong khi cluster 3 tình trạng dị ứng rất là cao, đáp ứng rất tốt với corticoid, thì cluster 2 lại là hen khởi phát muộn, nặng do ô nhiễm môi trường thì hoặc do thuốc thì lại ít đáp ứng với corticoid. Thế thì kiểu hình khó khè nó có bền vững không, nó khẳng định không? À, thưa các bạn, nó hoàn toàn thay đổi theo thời gian. Chúng ta đã có ba kiểu hình khó khè đúng không ạ? Khó khè nhẹ thoáng qua, khó khè không có cơ địa dị ứng và gì ạ? Không và yếu tố khởi và khó khè có cơ địa dị ứng. Thì chúng ta sẽ thấy là nếu ở trẻ dưới 5 tuổi và trên 5 tuổi nó có hai ngưỡng khác nhau. Tại sao lại cái ngưỡng 5 tuổi? Bởi vì chúng ta cũng biết là Gina cũng phân nhóm dưới 5 tuổi là gì ạ? Khó khè rất nhiều yếu tố. Thứ hai, không có chức năng hô hấp để đánh giá, người ta dựa vào chuẩn đoán hen, dựa vào kiểu hình khó khè. Thế thì nếu trẻ dưới 5 tuổi chủ yếu là nhiễm virus chiếm đến 67%, thì sau 5 tuổi cái nhóm này là ít nhất. Nhóm thứ hai là nhóm khó khè không kiểm soát mà lại ở trên đối tượng là gì ạ? Không có địa dị ứng thì nó cũng tăng lần lên thời gian. Và đặc biệt là nhóm gì ạ? Khó khè nhiều yếu tố khởi phát multiple và khó khè trên atopy là cơ địa dị ứng thì đây là kiểu hình chính của hen người lớn. Nghĩa là khó khè càng xuất hiện muộn, càng cơ địa dị ứng nhiều thì hen phế quản càng mạnh và cái kiểu hình này nó chuyển dịch theo thời gian. Và chúng thấy là hen trên 5 tuổi là hen nặng rõ ràng, còn dưới 5 tuổi thì khò khè cũng có thể là hen, có thể chưa chắc đã là hen phế quản. Và chúng ta sẽ xem một nghiên cứu khác. À, như vậy chúng ta có kiểu hình khò khè. Vậy bây giờ bệnh nhân chuẩn đoán là hen rồi thì chuẩn đoán thế nào? Như chúng ta đã biết cái ngưỡng 5 tuổi là cái ngưỡng để rõ ràng là cái khò khè do nhiễm virus hay là hen phế quản. Vậy bây giờ ở trẻ hen phế quản thì kiểu hình nó có khác gì so với kiểu khò khè không? Chúng ta sẽ đánh giá trên hơn 1.000 đứa trẻ hen phế quản. Và đây là nhóm tuổi trên 5 tuổi rồi, 5 đến 12 tuổi là cái đời thời định hình hen phế quản rất là rõ, có thể đo được trong hô hấp rồi. Vậy thì theo dõi trong suốt 4 năm thì đánh giá kiểu hình hen dựa vào gì? Dựa vào số cơn hen cấp, dựa vào tình trạng chức năng hô hấp, dựa vào tình trạng dị ứng và tình trạng đáp ứng thuốc giãn phế quản hay vào cái thuốc corticoid dạng hít. Thì người ta có 5 kiểu hình hen trên cái 1.000 đứa trẻ này sẽ như thế nào? Thứ nhất là cái nhóm kiểu hình đầu tiên là nhẹ nhất, người ta gọi là hen nhẹ. Hen dị ứng ở cơ địa dị ứng nhưng mức độ rất là nhẹ, không thay đổi chức năng hô hấp nhiều, cơn hen cấp mức độ không nặng thì nhóm này chiếm khoảng gần 3% đứa trẻ. À, những đứa trẻ này vì mức độ dị ứng thấp cho nên là tiền sử viêm da cơ địa không có, tiền sử viêm mũi dị ứng rất là ít, nồng độ IgE bình thường, chỉ số chức năng hô hấp FEV1 trên FVC bình thường, đáp ứng nhẹ với thuốc giãn phế quản, tăng mẫn cảm đường thở mức độ nhẹ và rất ít cơn hen cấp nặng, và nhóm này thường là giống kiểu khò khè sau nhiễm virus. Nhóm cluster thứ hai là trẻ hen dị ứng có chức năng hấp giảm nhẹ, có cơn hen cấp mức độ nặng hơn nhưng ở mức độ trung bình thôi. Nhóm trẻ này có cơ địa dị ứng rõ hơn, có viêm mũi dị ứng, có test lại da dương tính. FEV1 vẫn ở mức cao, chưa giảm nhiều nhưng test phục hồi phế quản đã dương tính. Nhóm này có hiện tượng tăng mẫn cảm đường thở nhưng cũng thường cơn hen nhẹ, không ít khi phải nhập viện. Tức là mức độ nặng hơn một chút so với cluster 1. Cluster 3 thì nặng hơn rất nhiều. Ở đây thì bệnh nhân hen dị ứng rất là rõ rồi, chức năng hô hấp rõ rồi và có cơn hen cấp nặng. Nhưng những đứa trẻ này ít khi có tiền sử viêm da cơ địa, có tỷ lệ viêm mũi dị ứng và test lấy da cao. Nhóm này đã bắt đầu giảm FEV1 và FEV1 trên FVC rồi. Và vì FEV1 giảm cho nên là đáp ứng tốt với thuốc giãn phế quản và tăng mất cảm đường thở mức độ nặng. Và nhóm này đã có cơn hen cấp nặng, có nguy cơ phải nhập viện. Đó là mức độ thứ ba.
Mức độ thứ tư nặng hơn, đây là hen dị ứng mức độ trung bình, nghĩa là cơn đệ dị ứng ở đây nó rõ hơn rồi, chứ nó hấp giảm rõ và có nhiều cơn hen cấp nặng ở đây, thẳng là nhiều chứ không phải chỉ có thôi. Và ở đây bệnh nhân có tiền sử rõ ràng dị ứng, với bên mỗi dị ứng mức độ trung bình, IgE vẫn còn thấp. Ở bệnh nhân này chức năng hô hấp đã giảm rồi, FEV1 trên FVC giảm, đáp ứng rất tốt với thuốc giãn phế quản và tăng mẫn cảm đường thở rất là rõ. Bệnh nhân nhiều nhập nhập viện vì cơn hen cấp nặng và nguy cơ cơn hen cấp nặng rất là rõ, và người ta nói đặc trưng của nhóm này là nhiều cơn hen cấp nặng. Và nặng nhất là cluster thứ năm là dị ứng mức độ nặng, cơn hen cấp mức độ nặng, chức năng hô hấp giảm nặng, nghĩa là tất cả các chỉ số đều giảm nặng, và nhóm này chiếm khoảng gần 10% trẻ em. Và tất cả các bệnh dị ứng có hết, viêm da cơ địa, test lẻ da, IgE, bạch cầu axit được giảm chức năng hô hấp, đáp ứng rất mạnh trong giãn phế quản và rất nhiều lần phải vào viện vì cơn hen cấp nặng có nguy cơ tử vong, và nhóm này thường phải dùng corticoid đường toàn thân. Như vậy, ở đây cũng là một cách phân loại hình kiểu hình mới của hen phế quản để chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều cách và tiên lượng đáp ứng điều trị cũng như tiên lượng trong tương lai khác nhau. Vậy thì dựa vào những thông tin như thế thì Gina 2017 cũng đưa ra cách phân loại để chúng ta có cách tiên lượng bệnh nhân cũng như lựa chọn các thuốc dự phòng ban đầu. Thì nói gì thì nói, hen vẫn là cái bệnh dị ứng nổi bộ, và chúng ta sẽ thấy là kiểu hình đầu tiên là hen dị ứng. Hen dị ứng là dễ nhận biết nhất bởi bệnh nhân khởi phát thì sớm hơn, có từ lúc nhỏ, có tiền sử bản thân và gia đình mắc các bệnh dị ứng rất là rõ. Trẻ có tăng bạch cầu toan đường hô hấp và đáp ứng rất tốt với ICF. Đây là kiểu hình thông thường nhất, dễ tự toán nhất và dễ điều trị nhất. Kiểu hình khó hơn là hen không dị ứng. Có rất nhiều đứa trẻ chúng ta hỏi, và đứa trẻ bảo gì ạ? Gia đình không có ai bị dị ứng cả, không tiêm mũi dị ứng, không viêm da cơ địa. Khi này chúng ta thấy là viêm, hen là viêm mãn tính đường thở. Tuy nhiên, tế bào viêm ở trong hen này là bạch cầu đa nhân trung tính, chứ không phải bạch cầu ái toan. Và vì ICF, corticoid dạng HIT chỉ đáp ứng chủ yếu với bạch cầu axit, cho nên bệnh nhân này lại kém đáp ứng với ICF hay là corticoid dạng HIT. Nhóm thứ ba là khởi phát muộn, hen phát hành khởi phát muộn. Nhóm ở nữ, người lớn, các bạn nhớ lại tôi nói trường hợp ạ, khởi phát muộn ở nữ thường ít cơ địa dị ứng, đây là hen khó kiểm soát. Bởi vì sao ạ? Là bởi vì nó không có cơ địa dị ứng, cho nên nhóm này là cái nhóm mà chúng ta có kiểu hình có khả rất là muộn ở trẻ nữ, do yếu tố môi trường, do hormone, do thay đổi cảm xúc, và hen này khá khó kiểm soát. Kiểu hình hen thứ tư là hạn chế thông khí cố định. Trong định nghĩa hen phế quản, người ta gọi là gì? Giới hạn thông khí dao động. Tuy nhiên, trường hợp này rất đặc biệt là đường thở nó bị tắc nghẽn và nó khó, khó hồi phục, nó cứ thấp dần, chức năng hô hấp nó cứ bền vững, nó thấp theo thời gian, và đây là kiểu hình hen mãn tính và kéo dài, và kiểu hen này rất là nặng, khó điều trị và thường phải dự phòng cả ICS lẫn giãn phế quản kéo dài ở kiểu hình này. Một kiểu hình nữa người ta nói rất nhiều ở đây ở trẻ em và cả người lớn rất khó kiểm soát, đó là béo phì. Béo phì là một triệu chứng nó làm hẹp đường thở. Hen phế quản cũng là một hẹp đường thở, và cái kiểu hình này bệnh nhân rất khó kiểm soát, hay bị ức chế do giảm tới vận động này, cơ địa thì béo phì này, tăng những cái yếu tố viêm như leukotriene tại đường thở này, và kiểu hình này này nó cũng có đáp ứng một phần với ICS hay corticoid dạng HIT. Vậy chúng ta sẽ thấy là như vậy nghe đa dạng quá, mỗi người lại phân ra một kiểu hình khác nhau. Tuy nhiên ở trẻ em người ta có những cái mốc để ta đánh giá. Chúng ta nhìn cái biểu đồ tiến triển của hen phế quản. Thường hen là bị khởi phát muộn, cho nên là thường khó khè khởi phát sau 2 tuổi. Thứ hai, 5 tuổi là cái tiền học đường. Cái thứ hai nữa là 5 tuổi là cái tuổi mà ta ranh giới giữa đo được chức năng hô hấp và không đo được chức năng hô hấp. Và ta thấy là có một số đứa trẻ người ta xưa đã chẩn đoán gì? Hen sữa. Nghĩa là sau 5 tuổi thì cái tình trạng khò khè nó biến mất đi. Thì ta thấy là cái ngưỡng 5 tuổi là có những bạn nhân hen tiến triển nặng lên, và có những trẻ trai ạ là gì? Hen không thể xuất hiện nữa. Sau đó có một tỷ lệ nhất định hen lại phát triển ở lứa tuổi 12 tuổi, tức là tuổi dậy thì. Vì sao ạ? Một thứ nhất là nhóm 5 tuổi tiến triển duy trì, một số thì hết đi, một số duy trì đến 12 tuổi. Còn nhóm thứ hai là xuất hiện hen sau 5 tuổi, ví dụ như trẻ nữ cơ địa không dị ứng do ô nhiễm môi trường, do khói thuốc lá, thì đây là hen ở 12 tuổi và chuyển chuyển thành hen người lớn. Như vậy ở trẻ em có cái ngưỡng 5 tuổi, 12 tuổi để nó có thoái lưu hay là bệnh nặng lên. Cái thứ hai là yếu tố khởi phát. Có những bệnh nhân hen chỉ khởi phát do nhiễm virus, người ta thấy là 80% hen trẻ em và 60% hen người lớn khởi phát do nhiễm virus. Có những bệnh nhân hen khởi phát do gắng sức, có những bệnh nhân hen khởi phát do yếu tố dị nguyên, hen trên cơ địa dị ứng, và có bệnh nhân phối hợp của tất cả các yếu tố này, và có những hen không kiểm soát, người ta phải biết. Như vậy đấy là một tình trạng rất là đa dạng. Rồi gì ạ?
cùng bệnh nhân hen phế quản, cùng yếu tố khởi phát, có bạn thì gián đoạn, có bạn thì mức độ nhẹ, có bạn mức độ trung bình, có bạn mức độ nặng, và mỗi lần lần này có thể gián đoạn, lần sau lại mức độ trung bình, thở lứa tuổi khác nhau, cách biểu hiện cơn hen lại khác nhau. Rồi trên bệnh nhân hen phế quản là có miệng gì ạ? Kiểm soát hoàn toàn, kiểm soát một phần, không kiểm soát. Để chúng ta thấy là tính chất của hen rất đa dạng và rất linh hoạt. Trên câu chuyện đây là cá thể hóa, chứ không phải là mỗi bệnh nhân có một công thức điều trị giống hệt nhau. Chúng ta là những nhà lâm sàng và chúng ta thấy rất là phức tạp, nào là bệnh dị ứng hay không, nào là tế bào viêm đường thở như thế nào, nào thay đổi NO đường thở như thế nào. Thì năm 2008 các nhà về lâm sàng họ phân loại kiểu hình hen để cho các bác sĩ lâm sàng có thể nhận diện sớm và phân loại và đánh giá được là trường hợp nào đáp ứng thuốc điều trị gì. Người ta gọi là asthma phenotype ở trẻ em trên 2 tuổi. À, người ta phân loại dựa vào yếu tố khởi phát và triệu chứng giữa các lần khởi phát cơn hen cấp như thế nào. Nếu bệnh nhân hoàn toàn bình thường giữa các lần khởi phát cơn hen cấp thì người ta chia làm các nhóm. Nếu bệnh nhân khởi phát sau nhiễm virus hay sau cảm lạnh mà giữa các lần hoàn toàn bình thường giữa các cơn, người ta gọi là gì? Hen khởi phát do nhiễm virus. Nếu bệnh nhân khởi phát lại không phải do nhiễm virus thì khả năng chủ yếu là gì ạ? Là mỗi lần gắng sức thì bệnh nhân khò khè, và khi bệnh nhân ngừng gắng sức, bệnh nhân trở lại hoàn toàn bình thường, đó là hen phổi phát sau gắng sức. Một nhóm thứ hai là nhóm giữa các cơn hen cấp, bệnh nhân vẫn có triệu chứng khò khè, nghĩa là khò khè nhiều yếu tố khởi khác, thì người ta gọi là dị ứng có phải là nguyên nhân làm hay là hít phải dị nguyên, có phải nguyên nhân bệnh nhân lên cơn khó thở hay không. Thì nếu dị nguyên là nguyên nhân gây khó thở, người ta chia làm hai nhóm, nếu có gọi là hen khởi phát do yếu tố dị nguyên, và một nhóm là không giải quyết được hay là không rõ nguyên nhân, rất nhiều yếu tố khác. Như vậy có ba nhóm chính là gì? Do virus, do gắng sức, do dị nguyên, và một nhóm không rõ căn nguyên và khó điều trị. Và các nhà lâm sàng sẽ tiên đoán là hen dị ứng thì điều trị cái gì, hen do gắng sức, hen do virus thì các phác đồ điều trị như thế nào, có thể phù hợp không, thuốc đơn thuốc hay là phối hợp các thuốc chống dị ứng khác nhau, hay thống chống hen phế quản khác nhau. Thế thì chúng ta thấy là rõ ràng kiểu hình hen khác nhau là do tổn thương mô bệnh học khác nhau. Ví dụ như hen ở nữ trẻ lớn không có địa dị ứng thường ta phải có đa nhân trung tính. Nếu hen ở trẻ nhỏ tái đi tái lại khò khè là chủ yếu trên cơ địa dị ứng thì thường là tăng được cơ acid. Tuy nhiên trên lâm sàng chúng ta không rõ được là có mối liên quan giữa tổn thương mô bệnh học và hình thái lâm sàng không, và chính nhờ kiểu hình hen này chúng ta tiên lượng được bệnh nhân này có thể đáp ứng với ICS, bệnh nhân kia đáp ứng với Motelicap, bệnh nhân nào thì cần phối hợp cả hai thuốc để chúng ta có phác đồ điều trị phù hợp. Thế thì về cái khuyến cáo đó thì Hội Hô hấp của Hồng Kông người ta đã đưa ra khuyến cáo. Đầu tiên ở trẻ dưới 5 tuổi, thực ra chúng ta thấy rất là khó để phân biệt đây là hen hay khò khè. Ta dựa vào số đợt khò khè. Nếu bệnh nhân có 3 đợt khò khè trở lên, người ta phải hỏi là giữa các đợt đứa trẻ có hoàn toàn bình thường hay không, có một yếu tố khởi phát hay nhiều yếu tố khởi phát, và ta chia làm hai kiểu hình khò khè do nhiễm virus và khò khè do nhiều yếu tố khởi phát. Nếu khò khè do nhiễm virus thì thuốc khởi phát lựa chọn điều trị theo leucoxygen, nếu không đáp ứng thì điều chuyển sang ICS hoặc phối hợp cả hai. Ngược lại khò khè nhiều yếu tố khởi phát mà nghĩ đến hen phế quản thì thuốc lựa chọn hàng đầu nó lại là ICS hoặc là có thể chuyển bằng leucoxygen hoặc phối hợp cả hai. Như vậy thuốc đầu tay của hai kiểu hình khò khè thì lựa chọn đầu tay cũng khác nhau và cũng theo dõi tiến triển khác nhau. Và chúng ta thấy là nếu khò khè do nhiễm virus thì lúc đầu tay lại leucoxygen và có thể lựa chọn thay thế bằng ICS. Và người ta thường theo dõi sau 3 tháng, nếu bệnh nhân không đáp ứng thì có thể tham khảo bác sĩ để xem thì có những cái số gì phối hợp vào hoặc cái bệnh đồng mắc kèm theo để bệnh nhân không đáp ứng với thuốc dự phòng hen hay không. Và chính vì thế mà chúng ta vừa nói cái mốc 5 tuổi, 12 tuổi nó liên quan đến kiểu hình hen, có thay đổi theo thời gian, nó liên quan đến tình trạng mãn tính, nó liên quan đến tình trạng dị ứng. Cho nên và đo là chân hô hấp hay không. Và Gina cũng thế, họ cũng chia ra kiểm soát hen ra vào 3 nhóm, nhóm trên 12 tuổi hay là coi như hay vị thành niên và như là người lớn. Thì người ta cũng chia làm 5 mức độ của hen, và 5 mức độ khác nhau này thì dự phòng khác nhau. Chúng ta thấy là nếu như bệnh nhân ở mức 1 hay mức 2 thì người ta khuyến cáo là gì ạ? Liều thấp corticoid dạng hết phối hợp với formoterol, tức là corticoid tác dụng giãn phế quản, tác dụng kéo dài. Và từ bậc 3 trở đi thì ta dùng gì ạ? Liều thấp ICS phối hợp với cả formoterol. Hoặc có thể thay thế là ngay mức 1 thì mình có thể dùng được ICS và dùng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn khi cần. Và chúng ta thấy là
suốt tất cả bệnh nhân này thuốc mà để cắt cơn vẫn là dưỡng giãn phế quản tác dụng kéo dài, à, tác dưỡng phế quản tác dụng ngắn là cái thuốc chủ đạo trong đề phòng cơn hen cấp. Ngược lại ở trẻ 6 đến 11 tuổi thì hen không mãn tính bằng, à, yếu tố khởi phát nó vẫn liên quan đến dị ứng hoặc là những virus nhiều hơn, thì người ta cũng có những lựa chọn phù hợp. Nếu mắc một, à, thì lại người ta lựa chọn là acid liều thấp bất cứ khi nào mà có nhu cầu dùng giãn phế quản tác dụng ngắn. Từ bậc 2 trở lên thì ta xem xét dùng corticoid dạng hít liều thấp mỗi ngày hoặc thuốc thay thế có thể là thụ thể kháng leucotriene. Còn từ bậc 3 trở đi thì phải phối hợp ACS với LABA hoặc ACS liều trung bình hoặc liều thấp phối hợp với esomeprazole và cứ thế tăng bậc theo thời gian. Nhóm dưới 5 tuổi là một nhóm rất nhạy cảm, như tôi vừa trình bày, đánh xét nghiệm lâm cận lâm sàng rất là khó, không nói cho hô hấp, thường khò khè do nhiễm virus. Cho nên người ta nói là nếu ở bước 1 thì có chúng ta có đồng thuận của Hội Hô hấp Việt Nam năm 2017 và được Bộ Y tế thông qua, thì những trẻ khò khè thường xuyên do nhiễm virus, chúng ta cũng không chắc chắn là hen phế quản hay là đây là một cái cơn khò khè nhiễm virus, thì ta cho phép điều trị kháng leucotriene từ 2 đến 4 tuần. Bệnh nhân vẫn tiếp tục khò khè tái tái lại ở mức độ cao hơn thì người ta thể sẽ lựa chọn ACS liều thấp hoặc leucotriene hoặc ACS ngắt quãng, và từ bậc 3 trở đi thì bắt đầu dùng ACS liều trung bình hoặc ACS liều thấp phối hợp với kháng leucotriene. À, một cái đối tượng rất là khó, bởi vì ai mà dám đặt bút chẩn đoán hen phế quản ở trẻ dưới 2 tuổi, phải bác sĩ chuyên khoa rất là sâu, rất tự tin, hoặc đứa trẻ có bố mẹ bị hen phế quản. Vì thế, người ta Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh họ mới đưa ra một khuyến cáo để dễ dàng các nhà lâm sàng, nghĩa là người ta đánh giá vào dựa yếu tố khởi phát. Nếu hen mà do khởi phát do nhiễm virus thôi thì khác với hen mà khởi phát do nhiều yếu tố khởi phát hoặc hen dai dẳng. Nếu chỉ khởi phát đơn phần do nhiễm virus thì cái lựa chọn đầu tay sẽ là kháng leucotriene. Trong khi nếu nhiều yếu tố khởi phát có cơ địa dị ứng gia đình rõ, dai dẳng, tái tái lại nhiều thì thuốc khởi phát lại ICS. Như vậy, tóm lại chúng ta sẽ thấy này này, à, phác đồ rất là phức tạp, tuổi khác nhau, kiểu hình khan khác nhau và biến đổi theo thời gian. Cho nên kiểu hình khò khè và hen là một cách tiếp cận chúng ta nên xem xét, đặc biệt các lâm sàng để đánh giá tiếp cận chẩn đoán hen phế quản. Thứ hai là kiểu hình hen này sẽ giúp chúng ta tiên lượng đáp ứng điều trị, và kiểu hình hen sẽ giúp chúng ta tiên đoán phát triển trong tương lai. Và các nhà lâm sàng từ kiểu hình hen này chúng ta sẽ lựa chọn đơn thuần một loại thuốc, hai loại thuốc, phối hợp các loại thuốc làm sao mà ít tác dụng phụ nhất và có hiệu quả nhất để kiểm soát hen phế quản ở trẻ em. À, xin cảm ơn các anh chị và quý đồng nghiệp đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn.